chúng con cung kính thượng tọa Thích Nhiên Lộc, Thiên Độc Thông Bạch Đại Lễ Vu Lan Giáo Hội Phật Giáo, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam thống nhất châu cung kính thượng tọa. Nous accueillons le vénérable supérieur Thích Nhiên Lộc pour la lecture du communiqué de l'Umbana de la congrégation multivitamine unifiée en Europe. Thông bậc đại lễ Vu Lan báo hiếu Phật lịch 2566-2522. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát. Kính bạch Chư Tôn Trưởng Lão Hòa Thượng Chư Thượng Tọa, quý ni trưởng, ni sư, chư đại đức tăng, chư đại đức ni. Kính thưa toàn thể nam nữ Phật tử, nhân sĩ trí thức, văn dẫn gia đình Phật tử Việt Nam các cấp. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, mùa Vu Lan báo hiếu lại trở về trong hoàn cảnh dịch bệnh Covid vẫn không ngừng lây lan trên thế giới. Điều này chứng tỏ nhân loại vẫn còn duyên nghiệp với Covid, nhưng duyên nghiệp bất hạnh chẳng tường, khiến ai ai cũng phải lo âu sợ hãi. Đây là hệ lụy của một cộng nghiệp và quả báo chung của toàn nhân loại. Hơn bao giờ hết, mùa Vu Lan hiếu hành là cơ duyên để chúng ta giải nghiệp oan thiên. Vì trong tất cả phước đức thì hiếu hành là phước đức thù thắng hơn hết. Nương nhờ phước nghiệp này mà giải trừ nạn dịch Covid, chiến tranh, thiên tai, đau khổ vân vân trong hiện đời và đời sau, được thoát ly y chánh khổ đau. Bởi lẽ con người chúng ta không ai là không từ sự mang nặng đẻ đau của mẹ mà ra, của cha mà thành. Do đó hiếu hành là một cách phù thiên liêng cao cả của con người. Dù anh là tổng thống, dù chị là nữ hoàng thì cũng không thoát khỏi từ thai mẹ. Hiểu thiếu đi hiếu hành thì xem như thiếu đi ý nghĩa kiếp sống của con người. Vì nếu báo ân cha mẹ, cho nên mình phải sống tốt đẹp với mọi người, với bản thân. Cao hơn nữa, chúng ta phải có lòng nhân ái từ thiện với tất cả tha nhân và mọi loài. Cha mẹ sẵn sàng tha thứ tất cả những lỗi lầm của mình, thì mình cũng phải tha thứ tất cả mọi người xung quanh, dù đó là kẻ thù. Ngược lại, nếu mình đã từng gây thù chuốc oán, cũng mong rằng được tha thứ như vậy. Nếu không thì oan oan tương báo, hà thời dứt. Vì vậy, một khi nói đến báo ân thì đạo Phật đề cập đến bốn yếu tố báo ân. Một là ân ông bà cha mẹ sinh thành dưỡng dục. Hai, ân thầy tổ thiền tri thức, ác tri thức là những người đã ban cho chúng ta kiến thức cuộc đời, nâng đỡ bước tin ta hoặc tạo ra nghiệp chướng giúp chúng ta khắc phục nhẫn nhục vượt qua. Ba, anh sơn hà đại địa quốc gia xã hội. Bốn, anh toàn thể pháp giới chúng sanh trong ba cõi sáu nẻo luân hồi. Vì cuộc đời này không có bất cứ một pháp nào đứng độc lập, phải là do duyên sinh tương tác lẫn nhau hợp thành. Vì vậy báo ân không chỉ riêng cho ông bà cha mẹ hiện đời, mà còn ông bà cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp. Ông bà cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp không ai khác hơn là những hữu tình đang sống xung quanh chúng ta, hàng ngày thường gặp, thường tiếp xúc, vui buồn lẫn nhau, thương yêu và oán thù, kể cả loài phi cầm đậu thú. Tiếp thay mắt phàm phu ngu muội của chúng ta không sao thấy được những nhân duyên thầm thâm như vậy, cho nên luôn hành xử thiên lệch, hiếu đi tâm oán thân bình đẳng.
Vì như vậy, giữa chúng ta cứ làm khổ lụy cho nhau nên tạo ra một cộng hưởng như ngày hôm nay toàn thể nhân loại phải gánh chịu sự bi thương mất mát chia lìa bất thành và mong muốn không được như ý. Vì ba nghiệp thân khẩu ý của chúng ta đã quá nhiều bất thiện bởi tham dục, sân hận và si mê. Mùa Vu Lan báo hiệu trở về là đến đài hồng chung nhắc nhở chúng ta hãy mở tâm rộng lớn, yêu thương lẫn nhau, hãy tha thứ cho nhau, hãy tương kính lẫn nhau, hãy trên kính dưới nhường, hãy đối xử với nhau bằng cảm xúc là anh chị em trong một bào thai. Theo định luật luân hồi, bất kỳ ai đến quả địa cầu này đều là có khả năng cha mẹ. Anh em có nhiều đời nhiều kiếp về trước, nếu không chúng ta không hít thở trong một bầu trời thánh tựa, trong một mặt đất. Theo quan điểm của Phật giáo thì chúng ta đều có duyên với nhau, và đạo lý Hoa Nghiêm gọi đó là trùng trùng duyên khởi. Nếu quán chiếu đạo lý duyên khởi như vậy, địa cầu nhân loại sẽ không còn chiến tranh trên mọi lĩnh vực, từ ý thức hệ cho đến biên giới dân tộc ta người. Nói chung, báo hiếu, báo ân của đạo Phật là đem lại tình thương yêu rộng lớn, không phân biệt màu da, chủng tộc, tôn giáo hay ngôn ngữ bất đồng. Không chỉ giới hạn nơi quả địa cầu nhân loại này mà còn tỏa rộng khắp tam thiên đài thiên thế giới. Do đó, báo hiếu báo ân là nhân duyên thiện lạc trong hiện đời và mai hậu, và chủ cảnh là thành Phật vô thường chánh giác, vì hành hiếu là hành Phật. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, mùa Vu Lan báo hiếu cũng là mùa từ tử của hàm chủng tử Như Lai, hội đồng giáo phẩm, hội đồng điều hành, kính chúc chư tôn thiền đức tăng ni tăng trưởng thêm một Hà Lạc, đạo nghiệp càng cao dày, trí tuệ giải thoát càng thăng tiến, ngõ hồn lời lạc khắp vần sanh, trên bảo bốn ân dưới cứu ba hộ. Nhân đây giáo hội kính chúc toàn thể nam nữ Phật tử nhân sĩ trí thức và ban hướng dẫn gia đình Phật tử các cấp, cũng như toàn gia quyến có một mùa Vu Lan với hiếu đạo viên mãn, công đức tăng trưởng, đời sống an hòa hạnh phúc và luôn luôn kết duyên với Phật pháp, với Bồ Đề tâm trên cầu hạ hóa. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Tát. Thay mặt hội đồng điều hành giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất Đạo Châu, đề nghị chủ tịch Hòa thượng Thích Nhất Thiện, đề nghị chủ tịch Hòa thượng Thích Nhất Thiện. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Tát. Voici le communiqué de la cérémonie du Lumbana qui était filiale 2022, année 2566. Calendrier bouddhique. Namo Shakyamuni Bouddha, Namo Bodhisattva Mahamogarbhayana de la grande piété filiale, chers très vénérables, vénérables et membres du Sangha, chers amis, compatriotes, fidèles bouddhistes et membres des groupes de la famille de la jeunesse bouddhiste, mesdames et messieurs, la saison de Lumbana ou piété filiale revient à nouveau dans la circonstance où l'épidémie du Covid continue de son activité dans le monde. Ce qui prouve que l'humanité a toujours un lien karmique avec le Covid. Mais la réaction du karma est imprévisible, ce qui inquiète et provoque la peur chez les êtres vivants. La pandémie est aussi la conséquence d'un karma collectif et la rétribution commune de l'humanité. Plus que jamais, la saison de Lumbana, piété filiale, est l'occasion de changer le karma lourd, puisque parmi tous, les mérites et les vertus, la piété filiale est la plus distinguée. Grâce au karma bénéfique, nous pouvons faire disparaître cette épidémie, ainsi que les guerres, les catastrophes naturelles, les afflictions, etc. De cette vie et de la prochaine, sans créer d'autres situations de souffrance. Parce qu'aucun être humain ne vient dans ce monde sans père
ni mère. Par conséquent, la piété filiale est le noble devoir de cette vie. Même si vous avez l'étiquette de président ou de reine, vous devez sortir du ventre de votre mère. S'il y a un manque de gratitude envers les parents, cela est considéré comme un manque de sens de la vie. C'est aussi parce que nous voulons exprimer notre attitude envers nos parents que nous devons bien vivre en harmonie avec autrui et nous-mêmes. Plus encore, nous devons avoir de la compassion pour tous les êtres vivants. Les parents sont prêts à pardonner nos erreurs, alors nous devons aussi pardonner à ceux qui nous entourent, même s'ils sont nos ennemis. Au contraire, si nous avons provoqué une rancune dans le passé, nous espérons aussi être pardonnés de la même manière. Sinon, la vengeance mutuelle continuera à cheminer. Par conséquent, lorsqu'il s'agit de reconnaissance et gratitude, le bouddhisme fait référence à quatre formes de reconnaissance. La reconnaissance et gratitude envers les parents et les grands-parents qui nous ont donné la vie et qui nous ont nourris et nous ont élevés. La reconnaissance et la gratitude envers les patriarches, les maîtres, les bonnes et les méchantes personnes qui nous ont donné la connaissance, qui nous ont soutenus ou créé des obstacles pour nous aider à préserver la patience et à surmonter les moments difficiles. La reconnaissance et la gratitude envers la nature, la nation et la société. Et enfin, la reconnaissance et la gratitude envers tous les êtres dans les trois royaumes et les six mondes du samsara. Puisque dans cette vie, il n'y a pas de phénomène inconditionnel issu de la loi de l'interdépendance. Par conséquent, la gratitude n'est pas seulement pour les grands-parents, parents de cette vie, mais aussi pour ceux de nombreuses générations. Par grands-parents et parents de nombreuses vies, nous sommes autres que des êtres sensibles vivant autour de nous, y compris les animaux que nous rencontrons chaque jour, en nous partageant la joie, la tristesse, l'amour, la haine. Malheureusement, avec nos yeux ordinaires et mondains, nous ne pouvons pas voir ces coproductions conditionnées subtiles et profondes. C'est pourquoi nous réagissons toujours de manière préjugée et schématique, sans ouverture vers l'égalité, sans distinction entre la haine et l'amour. À cause de cela, nous continuons à nous faire souffrir, créant un effet de résonance à l'image du monde, où l'humanité doit supporter la douleur, la perte, la séparation et le malheur. Et cela freine aussi la réalisation de nos souhaits. Parce que nos trois karmas liés au corps, à la parole et au mental créent tant de conséquences inadaptées à l'équilibre, dues au désir égoïste, à la haine et à l'ignorance. La saison d'Ulumbana revient. Elle est un son de conscience d'ouverture vers l'amour, vers le pardon, vers le respect. Elle nous apporte une compréhension mutuelle entre nous, une considération vers des liens sensibles de frères et de sœurs de la même famille. Selon la loi de renaissance et de mort, n'importe qui dans ce monde est susceptible d'avoir été parent dans de nombreuses vies. Sinon, nous ne pourrions pas respirer sous le même ciel. Et ne serions pas sur le même sol. Du point de vue bouddhiste, nous sommes tous interdépendants les uns aux autres, celle de la doctrine Yuan appelée l'interdépendance coïncident. Si nous méditons au principe d'interdépendance coïncident, le monde humain ne sera plus en guerre, de l'idéologie aux frontières des nations. En général, la reconnaissance et la gratitude du bouddhiste consiste à apporter une grande compassion sans distinction de la couleur de peau, de la nation, de la religion, de la différence de langue. Cela est non seulement limité à cette terre humaine, mais également répandu dans les 3000 univers. Par conséquent, la reconnaissance et la gratitude sont les graines du karma de mérite dans le présent et le futur. Et le but ultime est de réaliser la nature de Bouddha suprême, de l'illumination parfaite, parce que la vertu de la piété filiale est aussi celle du Bouddha. Chers très vénérables, vénérables et membres du Sangha, mesdames et messieurs, la saison de l'Ulumbana est aussi la saison de retraite pour les disciples du Tathagata,
les hauts dignitaires et le conseil exécutif de la congrégation bouddhique souhaitent que les membres du Sangha aient un an de retraite de plus, avec la sagesse et la plénitude de Bouddha, qu'ils puissent accomplir la réalisation de l'éveil afin de faire bénéficier aux êtres sensibles en rendant la reconnaissance et à la gratitude, puis se libérer des trois souffrances. À cette occasion, la congrégation bouddhique souhaite également à tous les êtres et à tous les fidèles bouddhistes, aux membres de la famille de la jeunesse bouddhiste et à vos familles, une saison de Lumbana dans la vertu de la piété filiale, dans une croissance de mérite, dans une vie paisible, et puissiez vous recevoir les bonnes conditions dans le dharma du Bouddha, dans la pratique de la bodhicitta, afin d'aider tous les êtres sensibles. Namo Bodhisattva Rogelyana de la grande piété filiale, au nom du conseil consécutif de la congrégation bouddhique Namiya, unifiée en Europe. Namo Shakyamuni Bouddha. Còn cả tăng ni chúng con cũng như Phật tử đang hướng về ngày đại lễ Vu Lan, hướng về Tam Bảo, hướng về cha mẹ, chúng con thành kính cung thỉnh Hòa Thượng trưởng ban tổ chức ban đạo từ nhân đại lễ Vu Lan báo hiếu Phật lịch 2566 cho chúng con được ân điêm công đức, xin cung thỉnh ngài. Namo Sakyamuni Buddha. Maintenant, nous invitons respectueusement le très vénérable Uttanpé, président de l'organisation de cette célébration, à nous donner une allocution dédiée à Bhumibana. Namo Uttodhika Nipa. Namo Gaiyo Bhupemde Bhoka Pasai Kimi. Namo Sakyamuni Buddha. Namo Mokayana Bodhisattva. Khi bạch chư tôn thiền đức cùng toàn thể phật tử và bà con nay để chúng ta tin điều mùa Vu Lan đạo hiệu. Cher très vénérable, cher membre du Sangha, chers fidèles bouddhistes et amis bouddhistes français, nous sommes aujourd'hui présents pour la commémoration de Lumbana. Ngày hôm nay cũng gọi là ngày chư Phật quan thị, ngày chư tăng an cư mạc hạ để đem đức lành để khóa độ chúng sinh. Ce jour est aussi le jour de joie du Bouddha. C'est aussi le jour de sortie de retraite des membres de la Sangha. Bồ Vu Lan bảo hiếu để tất cả chúng ta để tự nhớ lên thầy tổ cũng như công ơn cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp đã giáo dục chúng ta trở thành một con người xứng đáng. Ce jour est aussi un rappel pour nous tous par rapport à la reconnaissance qu'on a vis-à-vis de nos patriarches, de nos parents et de nos professeurs, et qu'on puisse devenir aussi quelqu'un de bon et de généreux. Trong đạo Phật, Đức Phật thường dạy rằng là Đức Phật là Phật đặc thành, mà tất cả chúng ta là Phật sẽ thành. Do đó mà tất cả tiên tăng mục đích đi xuất gia học đạo là cầu lập Phật, thì làm Phật tôi cũng làm như vậy. Tiên tăng đi xuất gia là cầu thoát khỏi chân tự luân hồi và khi làm Phật là Phật. Le Bouddha a enseigné « Je suis réalisé, mais tous les êtres ont la réalisation aussi de la nature du Bouddha. » C'est pour ça que les personnes qui pratiquent le bouddhisme, qui ont donné leur vie pour enseigner le bouddhisme, sont là comme objectif de pouvoir réaliser aussi l'état d'éveil. Là mong được thoát khỏi sanh tử luân hồi và cũng mong được làm Phật mà thôi. Les bouddhistes qui pratiquent cette voie ont aussi cet objectif pour réaliser l'état de Bouddha. Tại vì Đức Phật không có việc ai đều giác ngộ
qui réalise l'état Bouddha est comme lui, au même niveau. Rồi tất cả thiên tăng, rồi tổ âm giáo dường của Đức Phật và Thầy Tổ đã mưu trường cho chúng ta trở thành một người thầy cô để cầu giải thoát, giác ngộ thành Phật. Còn là Đức Phật chúng ta phần tự là cầu giải thoát thánh tự luân hồi và cũng cầu làm Phật. Đồng thời là mình có trách nhiệm bảo ơn và báo nghĩa. Công ơn với cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp, chúng ta phụ cuộc đời giáo dưỡng nó cơm ăn ở mặt cha mẹ chúng ta chưa đủ, nhưng mà làm thế nào cha mẹ chúng ta hiểu được giáo lập giáo lý Đức Phật để thoát khỏi sanh tử luân hồi, đó gọi là mới báo đáp chỉ thẳng chỉ hiểu. Par rapport à ce que nos mères nous ont enseigné, nos parents nous ont donné comme éducation, nous devons développer cette reconnaissance, cette gratitude, pour qu'on puisse devenir quelqu'un de bon et qu'on puisse aussi être reconnaissant vis-à-vis de ces êtres. Mais notre devoir en tant qu'enfant par rapport à ces personnes, c'est aussi de les aider à se libérer de la souffrance. C'est pour ça que dans nos pratiques, nous avons besoin de faire des vœux de se libérer et aussi des vœux de libérer nos proches. Nói lên chữ hiếu không phải chỉ đạo Phật mà thôi, đều tất cả các tôn giáo bạn đều có chữ hiếu, như tất cả như tất cả cái thế giới đều có cái thể đường nghe về tập nghe, tức là nói đến tinh thần bảo hiếu, nhưng họ nó không được tròn vẹn mà Phật giáo nói đến được cái công ơn giáo dưỡng cáo dài của cha mẹ, đạo để đền đáp công ơn trong môn. Le terme de piété filiale n'est pas uniquement propre au bouddhisme. Il est aussi utilisé dans toutes les autres religions, puisque tout le monde a un père et une mère, puisque nous voyons dans les fêtes de l'année qu'on a la fête des pères ou la fête des mères. C'est pour ça que ce terme de piété filiale est un terme qui est important pour nous de prendre conscience. Et dans le bouddhisme, il y a de particulier. C'est que nous devons subvenir aux besoins de nos parents, quelle que soit la distance, quelles que soient les conditions. Ngày hôm nay cũng là ngày đền ơn đặc biệt. Tất cả chúng ta sống trong xã hội đều mang ơn nhau về cả. Nhưng trong giai đoạn hiện thời, những kinh dịch COVID đã hoàn hành khắp cả thế giới, nhất là đất Pháp, đến 150.000 người bị chết. Bao nhiêu y bác sĩ đã hy sinh suốt ngày đêm trong bệnh viện để lo từng hơi thở, từng miếng thuốc để giúp chúng ta vượt qua sự khó khăn đó. Chúng ta bao giờ quên được đối với tất cả bác sĩ đã hy sinh chăm sóc cho chúng ta. Mais cette reconnaissance n'est pas uniquement dédiée à nos parents dans cette vie. Cette reconnaissance est aussi dédiée à tous les êtres qui ont pu nous aider à grandir. Pendant cette période de Covid, nous avons vécu une période très difficile. Et nous avons remarqué que grâce aussi à toute cette équipe médicale qui ont subvenu à nos besoins et à venir nous libérer de cette maladie, et bien cette reconnaissance et cette gratitude est aussi dédiée à ces êtres. Donc, il est important d'en prendre conscience pour qu'on puisse aussi progresser, non pas uniquement de manière étroite, mais aussi de manière beaucoup plus large. Donc, nous avons cảm ơn chính phủ à bảo vệ biên cương, quân đội bảo vệ biên cương để chúng ta được yên tâm trong an cư lạc nghiệp. Chúng ta luôn luôn nhớ ơn họ đem lại sự hạnh phúc cho chúng ta. Nous devons aussi être reconnaissants envers le pays. Ils nous ont supporté et apporté les moyens et les conditions pour protéger notre santé. Nhất là trong cái giai đoạn hiện tại, dịch bệnh vẫn còn tiếp tục, chiến tranh vẫn còn tiếp tục, và chiến tranh tiếp diễn lúc nào để chấm dứt, làm cho kinh tế và xã hội tất cả chúng ta rất lo lắng. Nhất là trong mùa đông hiện nay nữa, chúng ta cũng được biết thế nào vấn đề dịch bệnh đi lên, biển ngược đi lên, mùa xuân, mùa đông này, trước những cái thế nào, đời sống như thế nào.
nên là chúng ta cũng rất lo, và chính quyền họ rất ưu tư, rất lo cho vấn đề trong mùa đông này, trong cộng đồng chúng ta, tất cả bà con chúng ta mùa đông này có thực sự ấm hay không? Tại vì dịch bệnh đã lên rồi, chiến tranh đã xảy ra, rồi tất cả mọi cái đều đánh quân cuộc trong chúng ta. Vì vậy mà chúng ta luôn luôn và mang ơn. En particulier pendant cette période où arrive l'hiver, puisque nous remarquons que le Covid continue son activité et que la guerre, elle s'y continue sa course. Donc le gouvernement, notre pays, a aussi le devoir de nous protéger par rapport à ce qui nous arrive dans le futur. C'est pour ça que gardons cette reconnaissance, cette gratitude le plus longtemps possible vis-à-vis de la société. Aujourd'hui, nhân vừa vô ra thời hiếu, tất cả chúng ta nhất tâm để cầu nguyện cho thế giới hòa bình. Các chủ chính đang là cho chiến tranh chấm dứt, cho mưa thuận gió hòa, tất cả mọi người để an cư lạc nghiệp. Chúng tôi xin cầu nguyện vào mong chư Phật gia hộ chư công đức tăng ni Phật thể tương an chúng sinh tỳ đồ và toàn thể cộng đồng Phật tử chúng ta luôn luôn an lành và hạnh phúc trong hạnh hòa quan đức Phật. Nam mô Đại Hiệu Một Kỳ Liên Tôn Giả. En ce jour de Lumbana, nous voudrions aussi être reconnaissants envers nos maîtres et nous souhaitons aux vénérables, aux membres du Sangha, d'avoir une année de retraite en plus et d'accueillir la réalisation de l'éveil. Nous souhaitons à tous, vous et vos proches, de réaliser aussi cette paix intérieure et que le bonheur puisse réaliser dans votre vie. Namo Sakyamuni Buddha. Oan vụ các gia đình Phật tử thiện minh dâng hoa cúng dường lên chư Phật chư Bồ Tát chư hiền thánh tăng. Xin mời các em. Donc nous remercions notre très vénérable pour son allocution et maintenant nous invitons les jeunes de la famille bouddhiste à interpréter la chorégraphie d'offrandes de fleurs et de lumières.